Chương trình hôm nay nhận được sự bảo trợ của Magic Bangkok. Mỗi tuần anh Donald Trần lên đây để gửi đến quý vị các tin tức, thông tin liên quan đến tình hình địa ốc. Xin kính chào anh Donald Trần ngày hôm nay. Tối nay từ tái ngộ với anh Hoàng Trọng Trị, một lần nữa xin được kính chào quý vị khán giả. Phân lời nhích lên từ từ phải không? Dạ. Và nó cũng gây ảnh hưởng đến cái hoạt động của thị trường chứng khoán. Dạ vâng, như anh biết đó, là tiền lời lên là tại vì sell off bond của khắp nơi trên thế giới. Đúng rồi. Yeah. Người ta bán hết bond. Yeah. Thì khi mà bán cái bond thì khi mà giống như stock vậy đó, khi mà bán tháo thì bắt đầu tất cả cái gì cũng phải lên hết. Thì người ta nghĩ rằng là cái bond khi mà tình trạng nó xảy ra như vậy thì thường thường mình hay thấy những cái người ta không confident vào trong cái thị trường fixed income. Yeah. Thì khi mà làm như vậy thì tiền lời nó lên, nhưng mà nó lên nhiều lắm, hai tuần trước nó lên rất là nhiều, lên nhiều lắm rồi. Xong rồi bây giờ nó cũng xuống chút nhưng mà cũng vẫn còn cao. Đó thì anh thấy sắp đụng mức trần 4 chấm chưa anh? Đúng rồi, nó cũng khoảng gần đó mà. Wow. Cũng có nhiều khi nó có ngày nó lên hơn cả 4 chấm á, nhưng mà anyway nó vẫn còn thấp. Yeah. Đó, cái đặc biệt là nó vẫn còn thấp, tại vì ngày xưa nó đã trên 4 chấm rồi, xong mình xuống 3 chấm mấy, thành ra mình đâm ra mình có cái thói hư là mình cứ nghe nó đừng bị chiều chuộng quá. Đó, chiều chuộng hư. Chứ ngày xưa là trước khi mà xuống 3 chấm, xuống 4 chấm thì đã 4 chấm mấy rồi. Yeah. Đó, thành ra mình nó vẫn còn, thành ra mình đừng có cảm thấy là như vậy là mình buồn. Nhưng mà đây là một cái dấu hiệu để cho, cũng như tuần trước mình có nói chuyện là cái xác suất để mà cho cái tiền lời nó lên á là phải đến cuối năm nay hoặc là sang năm. Nhưng mà có nhiều người ta predict là chắc cũng không đến nỗi mà đến cuối năm, nhiều khi sớm nhất là tháng 9. Thì bây giờ mình đã tháng 6 rồi, cuối tháng 5 nên sắp sửa tháng 6 thì cũng còn có 3 tháng nữa thôi. Thì bây giờ thì khi mà tình hình sắp sửa lên là hay giảm lắm. Thật ra nếu mà quý vị nào mà định mua nhà đó thì quý vị nên làm càng sớm càng tốt. Nhưng mà khi mà nó lên rồi cũng đừng nên buồn, tại vì tiền lời lên thì khi mà tiền lời thấp thì quý vị có thể refinance được, trong đó nhà quý vị mua đắt rồi thì không thể refinance được. Thì ra khi mà tôi nghĩ là tiền lời lên thì giá nhà nó sẽ phải xuống. Điều này cho thấy sớm muộn gì thì tiền lời cũng lên lại anh phải thấy lên, tại vì quá thấp từ trước đến giờ rồi. Anh thấy mà anh thấy là tình hình thế giới bây giờ cũng bắt đầu hơi ổn định, ngoại trưởng Mỹ đã sang Nga nói chuyện, không, giá dầu lên. Nga tương đối dạo này dễ thở một chút, tại vì giá dầu lên. Yeah. Anh thấy không? Ra tình hình có vẻ như Nga có vẻ dịu giọng, biểu dương lực lượng, xong rồi bây giờ lại nói là sẽ ngồi xuống đàm phán với Mỹ, và ngoại trưởng Mỹ ông John Kerry đã ra Nga thăm. Thành ra những cái tình hình này mình thấy nó cũng bầu thấy hơi ổn định, thì nó không đến nỗi rắc rối nhiều nữa. Ngày xưa là cứ tùm lum tùm la hết, xong rồi tức là cái sau khi mà tình hình thế giới ổn định thì chắc chắn là cái tiền lời nó phải lên. Yeah. Thành ra nếu mà mọi chuyện mà diễn tiến tốt thì người ta bảo là sớm nhất là có thể tháng 9 là tiền lời lên là như vậy. Với tình hình này thì tiền lời lên nhưng mà giá nhà có lên hay không? Khi mà tiền lời lên thì giá nhà chắc chắn là phải xuống. Tại vì bây giờ cái tiền lời nó hơi rậm lên chút là giá nhà đã xuống rồi. Anh thấy điều đó rõ ràng. Thấy rõ ràng luôn. Thì tôi thấy những cái nhà mà đắt tiền 800 mấy trở lên, ngày xưa đó là ra người ta đưa cái giá nghĩa là không trên thể tưởng tượng trên trời dưới đất. Nhưng mà cái đó nhiều nhà tôi biết là trên thị trường nhiều khi nó xuống cả 100,000 luôn đó. Tại vì nó list nhiều khi 900 mấy, quá cao. Nhưng mà anh thấy là khi mà đưa ra mà bán như vậy bao lâu thì họ thấy rằng họ không bán được thì họ phải giảm xuống? Theo kinh nghiệm của tôi thì thường trung bình từ, nếu mà người ta không có activity á, vô trong vòng 2 tuần lễ là người ta không có ai hỏi gì không hết. Ai hỏi là bắt đầu người ta biết là something wrong, giá này thì anh ta phải xuống. Và vậy anh ta, quý vị thấy sẽ thích rất là nhiều căn nhà bây giờ, nhưng mà giá cao thường thường nó xuống, nhưng mà cái giá nó gọi là nằm trong cái range nó gọi affordable á, thì anh không thấy nó nhúc nhích gì cả, tại vì cái giá đó là nhiều người mua, nó demand nó nhiều, thành ra cái giá cũng đã có người offer đầu, khi mà nó cũng vẫn xuống offer. Nó vẫn xuống, anh nhưng vẫn mà thấy có xuống cũng chút có đỉnh. Xuống chút đỉnh, tại vì người ta offer vô, người ta bây giờ người ta cảm thấy cái feeling là người ta cái giá nó hơi cao. Too much. Thứ nhất là giá hơi cao, thứ nhì nữa là phân lời họ cũng ngại vấn đúng đề rồi. Phân lời, bởi vì chưa cần nhất lên chút đỉnh thôi, có thể họ không còn được qualify nữa phải đúng không anh? Tại vì nhiều người, tại vì theo dõi cái chương trình của anh em mình thì người ta thấy rằng là những cái điều mà mình nói ra là đúng, tức là cuối cùng á là cái xem mình có afford nổi hay không, mình có trả nổi hay không. Yeah. Thành ra cái đó điều đó nhắc nhở cho quý vị hàng ngày, tức là tuần nào chúng lên đây cũng nói chuyện với anh Thụy, cũng nhắc nhở quý vị là cuối cùng không phải là giá cao hay là giá thấp hay là tiền lời cao, tiền lời thấp, không phải. Cuối cùng là
giá cao giá thấp không cần biết, mình có trả nổi hay không. Bây giờ trả không nổi thì giá thấp cũng sẽ chết, chứ không phải giá cao. Thành ra cái lý do đó thành ra nhiều người bây giờ rất là thực tế. Và cảm ơn là sự quan khen ngợi của quý vị đã theo dõi chương trình, khen chương trình của anh em anh Hoàng Trọng Thụy và cùng tôi lên nói, thì quý vị theo dõi từ ngay là hàng bao nhiêu năm qua thì quý vị có nhiều cái comment rất là hay, thì nhân dịp này cũng xin cảm ơn quý vị. Thì chúng tôi cũng chẳng có mong gì, cũng mong quý vị có nhà và giữ được nhà chứ không có cái chuyện mất nhà hay không có nhà thì không liên quan đến gì anh em chúng tôi cả. Nhưng mà vì chúng tôi nói với quý vị hàng tuần là cuối cùng là mình mua nhà, mình không giữ được nhà thì cái chuyện mua nhà không còn ý nghĩa nữa. Đúng rồi. Thưa anh, chúng tôi có khảo sát một vòng, biết những người thân, người quen và kể cả những người mà chỉ nghe qua các câu chuyện đối thoại thôi đó. Thì rõ ràng đó là giá nhà ngày xưa rẻ họ có thể mua một mình. Bây giờ đa số nhà là họ mua nhiều gia đình. Thế anh? Dạ vâng. Thì anh em mình cũng đã nói trên đài nhiều lần rồi. Thì bây giờ mục đích là mình mua nhà nhưng mà không áp phò nổi thì nên hợp lại chung mua, thay vì hai người đi thuê hai cái. Đúng vậy. Thì chung lại mua một cái. Có thì nhiều người gia đình làm như vậy lắm. Làm như vậy lắm thì cũng là nhờ theo dõi cái chương trình anh em mình, tức là nói chuyện hàng ngày, hàng tuần. Quý vị nghe và quý vị nhập tâm. Và quý vị đã làm theo đúng cái đó, và tất cả những cái đó trong cái đường dài là quý vị rất là thoải mái, tại vì biết chắc là cái giá nhà thuê nhà nó sẽ phải lên. Còn quý vị đi mua chung với nhau thì cái giá nhà mình nó fix trong vòng 30 năm tới. Nhưng mà mua chung như vậy thì có cái vấn đề gì thưa anh? Thì nhiều lần mình có nói chuyện rồi, thì khi mà mua chung á, thì có sự có phải sự hòa hợp. Tại vì nó sẽ xảy ra những cái trường hợp là mai mốt tương lai nó bắt đầu ấy có điều kiện có nhà rồi thì cảm thấy nhà có lời rồi, có nhiều người lại muốn bán đi để mà mua căn khác cho riêng mình đó. Thì hoặc là người đó có khả năng để có mua khả nhà năng mua nhà khác. Bây giờ tôi chưa có khả năng tôi thuê, nhưng mà vì nhờ tôi mua chung vậy, bây giờ tôi có một số tiền ở trong cái nhà đó, tôi đi mua cái khác một mình, hoặc là con tôi bây giờ nó lớn. Thành ra tất cả cái điều đó là mình cũng là một điều rất là tế nhị. Thành ra tất nhất là những người mua chung bây giờ là họ hàng bà con quen thuộc lẫn nhau. Thành ra vì cái nhà mà mất đi tình bạn, mất đi tình bằng hữu, mất đi tình thân, mất đi đủ thứ chuyện, thành ra nó rất là tế nhị, thì chuyện gì cũng thể giải quyết được. Tức là mình đừng có lấn áp người ta quá, mình đừng có đòi hỏi nhiều quá. Tức là trong một cái phạm vi đó mình đều giải quyết được hết. Thì theo tôi nghĩ là tôi thấy nếu mà trường hợp mà mình trong đó mình muốn đi tách ra, hoặc là người kia muốn giữ lại nhà, thì bây giờ mình đi ra mình làm cái appraisal xem có giá trị căn nhà là bao nhiêu. Xong rồi thì bán, coi như assume bán theo cái giá đó cho cái người lại. Rồi người đó refinance hay là cái gì đó, lấy tiền ra thì trả cho cái người kia để đi. Thành ra tôi đấy, nhiều người đến văn phòng tôi đã khuyên là những người nên take những cái approach đó, và tất cả mọi người đều làm cái approach đó. Và người nào cũng happy cả. Tại vì tôi, trong mấy năm về trước là tôi đã nói rồi. Xong rồi bây giờ vì những cái người đó mà đã mấy năm trước đã mua cái nhà chung với nhau rồi, bây giờ người ở lại, người muốn đi, tôi đến làm cái appraisal chia ra, tôi giải quyết nghĩa là trên 10 hồ sơ mà anh 10 hồ sơ, tức là ít nhất là trên 10 hồ sơ là giá này đều là happy cả. Tại vì bỏ là nếu mà không theo anh Donald khuyên từ bao nhiêu năm qua thì ngày nay tôi cũng chưa có nhà, tôi vẫn ở thuê, và ngày hôm nay tôi cũng chưa có khả năng để mà đi có cái tiền đao để mua căn nhà khác. Tại vì cái nhà hồi xưa mua bao nhiêu năm nay rồi, nhà nó lên. Tôi đã từng nói với anh là tối thiểu những người nào chỉ cần không cần mua chừng 2-3 năm trở trước. Cái đây 2-3 năm thôi. 2-3 năm thôi là tối thiểu người nào cũng có 50-100 ngàn. Đúng vậy. Tại vì lúc thời gian mà mình nói chuyện đó nhà có 20 ngàn thôi à. Đúng chưa? Thành ra tất cả những người đó đến nghe là đến văn phòng tôi cảm ơn, thì tôi không phải là nói là tôi hay hay là cái gì. Nhưng mà có một cái là tôi chỉ có thấy cái gì nhận xét theo đúng thời điểm. Đúng thời điểm nhận xét và nói ra cho quý vị biết để quý vị làm. Quý vị nào mà thích thì làm, không thích thì thôi, thì sau những người quý vị đó là làm thì sofa là những quý vị đến trở lại. Nhưng mà với cái giá nhà như hiện nay thì cái chuyện mà có được cái equity trong nhà càng ngày càng khó khăn. Càng khó. Vậy anh cứ nghĩ đi. Anh mua căn nhà này tối thiểu bây giờ cũng phải là mua 500-530. Đúng rồi. Tối thiểu. Tối thiểu. Mà bây giờ nếu mà căn nhà của anh có tối thiểu 50 ngàn, anh đao là cũng là 10% rồi. Đúng không? Thành ra ngày xưa đó anh không thể nào có 50 ngàn, anh không thể đứng một mình được, ở vậy anh mới mua chung một người khác. Bây giờ anh có thể đứng một mình được, tức là cái đây là một cái step
Tức là để cho mình đứng, để đứng dậy. Thì mình đã đứng dậy rồi, được rồi thì nghĩa là rất là dễ. Còn những người nào chưa có nhà thì đây cũng là một cái phương cách hữu hiệu phải không ạ? Dạ. Thôi cố gắng, bởi vì chúng ta chắc chắn sẽ có những cái chuyện mà chúng tôi cũng nghe nói là chuyện sử dụng bathroom buổi sáng đi làm nấu ăn trong nhà, rồi cũng có những cái chuyện mà nó xích mích với nhau, bởi vì sống chung mà. Dạ. Người trong nhà đã còn khó khăn rồi, huống gì người ở ngoài nữa. Dạ. Nhưng mà nếu nhịn nhục để mà có được một thời gian để chúng ta để dành dụng đó, như anh nó nói, trước hay sau gì cũng phải mướn nhà, mà mướn riêng nó đắt lắm. Đắt lắm, bây giờ giá nhà càng ngày càng lên. Đấy mà anh mướn ở cái apartment mà 2 phòng ngủ, đúng không? Đắt tên vô cùng. Mà còn phải theo cái điều lệ của cái chỗ cho mướn nữa. Vâng. Còn cái nhà của anh thì tương đối nó dễ hàng ràng hơn. Dạ. Với lại một phần đa số họ nói rằng, ôi thôi cái chỗ này chỉ để ngủ. Hả? À, rồi bởi vì sinh hoạt đi làm suốt ngày thôi. Suốt ngày. Thì đối với những gia đình mà vợ chồng mà thậm chí có những người con đó, thì có bắt đầu một cái phương cách tốt. Đúng. Để mà có thể bắt đầu để dành tiền. Đúng, tại vì anh apartment thì ra nó cũng nhỏ hơn cái nhà. Anh, nhưng mà cái tôi không biết được cái tên trong nhà đó thì để như thế nào đây? Thì để chung với nhau. Ồ, để chung được hết. Để hai người đứng tên với nhau, xong người... Ngân hàng họ sẽ xét như thế hoặc nào? Hoặc là đứng joint thì ăn thua cái income. Tại vì thường thường góp nhau lại là góp nhau cái tiền đao và góp nhau cái income. Anh hiểu không? Thành ra đứng ngang ngửa với nhau. Hoặc là đứng, nếu mà người kia bỏ nhiều tiền hơn thì đứng phần trăm. Anh và lẽ đương nhiên ai cũng phải tín dụng tốt. Đúng rồi, 40, 60. Dĩ nhiên là đúng không? Ví dụ như tôi ít tiền tôi bỏ 40, anh bỏ 60 thì nghĩa là anh đứng 60%, tôi tính ra thôi. Không có gì khó khăn cả, tất cả cái gì ở đây là con số hết. Con số hết. Thành ra là dễ người, dễ ta. Dạ vâng. Rồi mỗi tháng tiền nhà, tiền bảo hiểm, mọi thứ các cái đều chia ra. Vâng. Thì có một gia đình mà tôi khuyến khích á, thì người ta không cần biết là cái trả. Tại vì vô trong đó là anh nói là tôi, anh xài điện nhiều hơn tôi. Đúng. Anh phải trả nhiều hơn. Thì biết là đừng có tính kỹ, từng chi ly quá. Du di với nhau. Du di với nhau mà dễ. Thì bây giờ cách giải quyết của hai người đó là sao? Là cứ mỗi tháng tôi bỏ cho 2.000, chị cũng bỏ cho 2.000. Dùng cái đó trả tiền nhà, trả chi phí điện nước tùm lum hết, không bao nhiêu cả, dĩ hòa, tức là dễ đi. Thì cứ bỏ, đừng cứ chi ly là bắt đầu tính toán từng sen một, là nó không có thành. Cho nên các cụ xưa họ nói hay, có một điều nhịn 9 điều lành nó đến với mình. Thôi nhịn xíu phải không? Cứ hai nhà người đó mỗi người bỏ ra 2.000, rồi cầm cái đó trả tiền điện, trả tiền nước, trả tiền rác, trả tiền đủ thứ hết, tiền cắt cỏ. Cứ nghĩ là mình ở cái nhà này là giống như mình đi thuê mỗi tháng 2.000 đồng. Vâng. Đó. Cứ nghĩ là như vậy thôi, đừng có nghĩ là người kia xài điện nhiều hơn. Tất nhiên là cũng phải cần kiệm cho người ta, tức là đừng cả... mỗi người một bên phải tự chế. Đúng rồi, tự chế, chứ không phải là người ta bỏ vô đó rồi nhà mình đông người hơn thì xài 3-4 cái tủ lạnh, ví dụ vậy. Ví dụ nên ra nó tức là nó, vấn đề là nó biết điều. Anh hả? Biết điều thì mình sống ở đâu? Thật sự anh sống ở đâu cũng được. Đúng, biết điều là đâu cũng xong hết. Và thưa quý vị, mọi cái thắc mắc quý vị có thể đến với Magic Bangkok, tòa lạc ở trên đường Euclid và Edinger, rất là khang trang. Đến đây thì chắc chắn anh Đa Lạt Trần, một người sẽ tiếp quý vị và cho quý vị biết tất cả các chi tiết quý vị cần thiết, phải không anh? Dạ vâng. Và cái chiến lược tốt nhất mà anh phải tìm ra để mua cho được cái nhà, thì đó là những kinh nghiệm mà anh đã muốn chia sẻ với những người khách hàng. Dạ vâng. Tôi nói thật với quý vị là mua cái nhà mà 500 mấy, 600 mấy đã là khó rồi. Tôi tưởng là mua 800 mấy, 900 mấy, 1 triệu nó dễ hơn, nhưng mà nó cũng vẫn khó. Tại vì tôi nhiều lần tôi nói với anh rồi, nó vẫn rất là khó. Tại vì sao? Đừng tưởng có tiền là mua được, phải không? Tại vì lý do này là trên cái thị trường bây giờ nó cái giá nó lên rồi, tức là trong cái khoảng giá tiền nào cũng có cái người đi mua cả. Đúng vậy. Đó. Mà nhất là bây giờ cái inventory nó ít. Ít hơn, tức là bây giờ thấy là nhiều người, nhưng mà tại vì cái nhiều người á, người ta đến người ta coi cái nhà đó, người ta bảo trời cái nhà này 900 mấy, overpriced. Thí dụ vậy, thành ra khó, tức là người seller thì nghĩ rằng là bây giờ giá nhà nó lên rồi tôi phải bán giá thật cao. Đó. Cái người mua thì lại nghĩ là bây giờ anh, cái nhà anh như vậy mà anh đòi mắc quá. Đó là và lý do đó, thành ra nó cũng có cái khó khăn cả. Thành ra tôi thấy nhà condo cũng có problem, mà nhà đắt tiền cũng có problem. Và nếu quý vị có những thắc mắc một lần nữa, liên lạc với Magic Bangkok với anh Đa Lạt Trần. Xin cảm ơn rất nhiều, chúc anh một cuối tuần thật vui. Dạ, cảm ơn Hoàng Trọng Thị, và tôi nghe nói rằng là cuối tuần này mình sẽ mưa, phải không? Dạ. Yeah. Năm thứ 6. Đã mưa rồi đó. Dạ, yeah. Thôi kệ, mưa một chút xíu còn hơn bị đóng tiền phạt. Quá tốt, quá tốt. Còn hơn bị đóng tiền phạt, xài quá nước, nhiều nước nhiều.
Xin trân trọng kính chào quý vị.